Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay Tin tức 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Đề nghị khai trừ Đảng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hòa Bình. Bất kể sử dụng sổ đỏ giả, lừa đảo, nhưng bọn làm giấy tờ giả thì sao? Viện kiểm sát ba ngân hàng giải quyết thế này, còn ai yên tâm gửi tiền? Bà Đinh Thị Lan đề nghị khởi tố 46 YouTuber liên quan đến Nguyễn Phương Hằng. Đề nghị khai trừ Đảng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hòa Bình. Thưa quý vị thân mến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền khai trừ ông Nguyễn Đồng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy ra khỏi Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên đối với ông Nguyễn Đồng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Ông Nguyễn Phi Long, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Hòa Bình chủ trì hội nghị. Theo đó, trong thời gian ông Nguyễn Đồng với trách nhiệm là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư Đảng ủy, chánh văn phòng tỉnh ủy, được phân công đại diện chủ đầu tư dự án xây dựng hội nghị trực tuyến tỉnh ủy đã vi phạm pháp luật và gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Đồng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Các khuyết điểm vi phạm của ông Nguyễn Đồng mức độ tác hại rất lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, mất uy tín cá nhân. Căn cứ vào quy định số 69 ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền khai trừ ông Nguyễn Đồng ra khỏi đảng. Bắt kẻ sử dụng sổ đỏ giả lừa đảo, nhưng bọn làm giấy tờ giả thì sao? Thưa quý vị thân mến, xử lý người sử dụng sổ đỏ giả mới chỉ xử cái ngọn, còn cái gốc là các băng nhóm làm giấy tờ giả, gồm sổ đỏ, sổ hồng, hộ chiếu, căn cước công dân. Trong quá trình làm việc, một phòng công chứng trên địa bàn thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã phát hiện một giao dịch bất động sản mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu làm giả. Phòng công chứng cũng đã nhận định đối tượng có hành vi làm sổ giả, thay đổi thông tin để đứng tên chủ thửa đất nên trình báo cơ quan công an vào cuộc điều tra, mời đối tượng về trụ sở để làm việc. Có được bao nhiêu trường hợp bị phát hiện, tránh cho nạn nhân bị một vụ lừa đảo như vậy, trong khi giấy tờ giả tràn lan. Đã có nhiều trường hợp kẻ gian sử dụng sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ giả để lừa đảo. Đến khi phát hiện ra thì mọi sự cũng đã xong. Tiền bạc của nạn nhân mất vào tay bọn lừa đảo thì cho dù bọn chúng có bị bắt cũng không dễ dàng gì để thu hồi. Ngăn chặn bọn tội phạm lừa đảo này bằng cách nào? Phát hiện của công chứng viên như trường hợp nêu trên là may mắn cho con mồi. Khả năng tự phát hiện của người dân như phòng công chứng dặn dò rằng sổ đỏ giả có thể được phát hiện qua màu sắc, hoa văn, thông tin cá nhân bị sai lệch. Hoặc nếu thấy có những bất thường trong giao dịch như bán giá thấp, hối thúc giao dịch nhanh, đàm phán giá quá dễ dàng, cung cấp thông tin mập mờ thì người dân cần phải cẩn trọng hơn. Nhưng chỉ như vậy là thụ động, cái gốc là ở các băng nhóm làm giấy tờ giả. Trong bài tràn lan dịch vụ làm sổ đỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đăng ngày 15 tháng 2, báo Lao động cũng cảnh báo không khó để tìm kiếm một địa chỉ làm giả sổ đỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mạng xã hội. Chỉ cần gõ từ khóa dịch vụ làm sổ đỏ giả nhanh nhất thì hàng trăm kết quả hiện ngay ra trong vài giây. Giá một cuốn sổ giả chỉ khoảng 1,5 đến 3,5 triệu đồng. Với chừng đó tiền bỏ ra, bọn lừa đảo có thể lừa được tiền tỷ. Vậy thì phải chị bọn sản xuất giấy tờ giả đang giao dịch công khai trên mạng xã hội. Trả lời báo Lao Động, luật sư Nguyễn Đoàn, hệ thống luật sư X, đoàn luật sư thành phố Hà Nội khẳng định, việc làm giả chứng nhận quyền sử dụng đất là một hành vi vi phạm pháp luật. Làm giấy tờ giả vi phạm pháp luật, nhưng tại sao bọn chúng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, gây đau khổ cho người lương thiện, tạo ra bao nhiêu hậu quả khác cho xã hội? Tháng 12 năm 2022, Công an tỉnh Đồng Nai cũng triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, bắt 7 đối tượng. Nhưng còn nhiều đường dây khác vẫn đang hoành hành, gây họa cho người dân. Bà Đinh Thị Lan đề nghị khởi tố 46 YouTuber liên quan đến Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị thân mến, Công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc với bà Đinh Thị Lan để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có buổi làm việc với mẹ và em gái của bà Đinh Thị Lan 47 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Bà Lan cho biết vì lý do cá nhân nên bà đã ủy quyền cho mẹ ruột và em gái đến cơ quan công an làm việc. Theo bà Lan, bà không yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng
bồi thường thiệt hại, nhưng đề nghị cơ quan chức năng khởi tố 46 YouTuber có vai trò đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng. Trong bản tường trình gửi công an, bà Lan cho rằng khi bị bà Nguyễn Phương Hằng chửi thì nhiều kênh YouTube đã hùa nhau vu khống làm nhục bà Lan trong một thời gian dài. Hiện có 15 kênh đã dừng việc này, 31 kênh còn lại vẫn đang vu khống và làm nhục bà. Bà Lan cho biết ngày 9 tháng 2 năm 2022, một nhóm YouTuber còn đến nhà riêng của bà ở quận Gò Vấp livestream vu khống bà đánh chị của bà bị thương tích 20%. Bà Lan cho hay, tôi đề nghị khởi tố đồng phạm đối với 46 YouTuber vì đã thực hành theo bị can Nguyễn Phương Hằng để vu khống làm nhục tôi trên mạng xã hội. Trước đó, bà Lan đã có đơn tố cáo gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc bị bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên vu khống làm nhục bà ở trên mạng xã hội. Viện kiểm sát, ba ngân hàng giải quyết thế này còn ai yên tâm gửi tiền? Thưa quý vị thân mến, tại tòa, NCBank, BVcombank, Việt Á Bank muốn giữ các sổ tiết kiệm 100 tỷ của khách, đẩy trách nhiệm bồi thường cho siêu lừa Hà Thành, song bị Viện kiểm sát nhân dân bác bỏ, nói sai phạm có lỗi rất lớn từ ngân hàng. Tòa nhân dân thành phố Hà Nội bước vào ngày xét xử thứ 12 vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành ra tòa cùng 17 cựu cán bộ ngân hàng NCBank, BVcombank và Việt Á Bank cùng với 8 người khác. 26 bị cáo bị truy tố ở 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trong bản luận tội công bố vào ngày 16 tháng 3, Hà Thành bị cơ quan công tố đề nghị tù chung thân, mức án cao nhất. Các cựu cán bộ ngân hàng từ 30 tháng tù treo cho đến 18 năm tù giam. Sáng nay, hướng giải quyết sổ tiết kiệm của các đại gia gửi tại ba ngân hàng này bị siêu lừa Hà Thành dùng thủ đoạn gian dối để cầm cố, vay tiền đã được Viện Kiểm sát nêu trong phần tranh tụng. Theo đó, Viện Kiểm sát xác định các ngân hàng là bị hại, thiệt hại của họ sẽ do Hà Thành bồi thường, như Việt Á Bank là 246 tỷ đồng, NCBank là 47,5 tỷ đồng và BVcombank là 49,4 tỷ đồng. Ba ngân hàng phải trả 109 tỷ đồng cho các chủ sổ tiết kiệm. Đại diện ba ngân hàng đồng loạt phản đối quan điểm này. Việt Á Bank, BVcombank và NCBank đều cho rằng quan hệ giữa Thành và các đại gia là quan hệ vay tiền, hứa hẹn trả lãi cao và các ngân hàng chỉ là công cụ đảm bảo, công cụ tài chính để rút tiền vay từ những đại gia này. Các bước gửi tiền, lập sổ tiết kiệm tại ngân hàng, theo đại diện của BVcombank, đều là giả tạo và phục vụ lừa đảo. Các sổ tiết kiệm cần được coi là vật chứng vụ án, công cụ phạm tội, đề nghị tuyên hủy, đại diện BVcombank cho hay. Theo ý kiến của ngân hàng, Hà Thành sẽ phải trả tiền cho khách, còn tiền tại sổ tiết kiệm của khách thì đền bù cho ngân hàng. Vì đại diện này trình bày, không thể có chuyện các đại gia vừa được Hà Thành bồi thường, vừa được cầm sổ tiết kiệm về. Trước việc các bị cáo cho rằng một phần trách nhiệm trong vụ án thuộc về ngân hàng do quy trình không chặt chẽ, BVcombank phản đối với quan điểm nếu họ làm đúng quy trình không bao giờ xảy ra sai phạm. Đại diện Việt Á Bank cũng đánh giá thực chất các đại gia cho Thành vay lấy lãi cao, Việt Á Bank chỉ là nơi trung chuyển khoản tiền. Theo ngân hàng, các đại gia này không có ý định gửi ngân hàng để lấy lãi mà mục đích cho Hà Thành vay. Hà Thành sau đó lấy các sổ tiết kiệm này làm tài sản đảm bảo. Việt Á Bank cáo buộc giữa các đại gia và Hà Thành có bàn bạc. Nếu Thành không trả được tiền thì họ sẽ có cơ sở quay lại đòi ngân hàng. Đó là lý do Thành khăng khăng đòi lập sổ tiết kiệm đồng sở hữu. Ngân hàng này khẳng định không phải bị hại, không bị thiệt hại do các khoản vay của Thành đều có tài sản đảm bảo là các sổ tiết kiệm đồng sở hữu. Các đồng sở hữu đồng ý cho Thành dùng tiết kiệm để Thành xào xáo, cầu kết với các cán bộ Việt Á Bank có chức năng phê duyệt cao nhất để vay tiền. Đó là tiền của họ, không phải của chúng tôi. Trong ba ngân hàng duy nhất, NCBank không đề nghị giảm án cho các cựu cán bộ của mình với lý do quan hệ vay mượn giữa khách hàng và Hà Thành không liên quan đến NCBank. Vị đại diện này đề nghị hội đồng xét xử tuyên án theo pháp luật. Viện kiểm sát, nhân viên làm sai, ngân hàng phải có trách nhiệm. Đối đáp quan điểm này, đại diện Viện kiểm sát khẳng định không thay đổi quan điểm về tư cách tố tụng của ba ngân hàng và cho rằng phân tích của ba ngân hàng là suy luận thiếu logic. Việc đánh đồng số tiền các đại gia gửi vào sổ tiết kiệm với số tiền Hà Thành vay ngân hàng là vô căn cứ. Vì đó rõ ràng là hai nguồn tiền khác nhau. Thành là mất tiền của ngân hàng, không phải là mất tiền của chủ sở hữu sổ tiết kiệm. Công tố viên đánh giá, về các khoản vay của Thành theo các ngân hàng đều có tài sản đảm bảo là các sổ tiết kiệm Hà Thành đồng sở hữu các đại gia. Song Viện Kiểm sát cho hay, chủ sổ tiết kiệm đều không biết và không đồng ý cầm cố các sổ này. Vấn đề đã được thể hiện rõ qua lời khai của Thành. Các kết luận giám định của cơ quan điều tra đã cho thấy các chữ ký trên các hợp đồng cầm cố đều do Thành giả chữ ký đồng sở hữu. Vì thế, các sổ này không thể coi là tài sản đảm bảo hợp pháp. Theo Viện Kiểm sát, việc Việt Á Bank tự ý
tất toán sổ tiết kiệm là không có căn cứ. Từ tháng 12 năm 2019, cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng không được tự ý tất toán các khoản tiền liên quan đến vụ án hình sự đang giải quyết và thụ lý. Việt Á Banh tự ý tất toán là không tuân thủ các quy định của cơ quan điều tra, kiểm sát viên khẳng định. Các ngân hàng cứ đòi thay đổi tư cách tố tụng, không bồi thường tiền cho người gửi sổ tiết kiệm, còn tự ý tất toán rồi phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm của khách hàng rất nhiều năm. Sau phiên tòa hôm nay, những người chứng kiến phiên tòa và nghe được những lời biện luận của Việt Á Banh, BVCombank và NC Banh giải quyết với khách hàng thế này thì còn ai yên tâm để gửi tiền vào nữa, nữ công tố viên đối đáp. Theo bà, ngân hàng còn có tư cách là pháp nhân, nhân viên làm sai, đương nhiên pháp nhân phải có trách nhiệm. Khi tuyển dụng nhân sự không nâng cao công tác đào tạo, dẫn đến làm sai là lỗi rất lớn của các ngân hàng. Đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm, các ngân hàng phải bảo vệ quyền lợi cho mình, song với người dân khi gửi tiết kiệm tài sản 500 triệu hay 1 tỷ đồng đã là rất lớn. Đây có những người lên đến 122 tỷ mà không lấy lại được, người ta cũng sót lắm chứ. Siêu lừa Hà Thành, cán bộ ngân hàng phạm tội vì quá tin tưởng tôi. Chiều nay nói lời sau cùng trước khi tòa nghỉ nghị án, siêu lừa Hà Thành gửi lời xin lỗi tới gia đình, tất cả người liên quan trong vụ án và đặc biệt là 25 đồng phạm. Tôi vô cùng áy náy hối hận dù phải chịu phán quyết thế nào đi nữa. Tôi cũng chấp nhận, xin hội đồng xét xử xét đến vai trò của các đồng phạm bởi thực sự họ phạm tội chỉ vì quá tin tưởng tôi, bị cáo này trình bày. Là người bị đề nghị 16-18 năm tù, mức án cao thứ hai sau chủ mưu Hà Thành, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, cựu trưởng bộ phận khách hàng phòng giao dịch Đông Đô Việt Á Banh, nói lời xin lỗi đến Việt Á Banh và các đồng nghiệp. Thời gian qua mọi nhân quả bị cáo đã phải gánh hết, nhà bị cáo cũng đã bị bán trả nợ, con còn nhỏ. Bà Hương khóc xin được hưởng khoan hồng để về chăm sóc con. Bị cáo Quỳnh Hương, cựu trưởng phòng khách hàng cá nhân phòng giao dịch Đông Đô Việt Á Banh là người duy nhất kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Bị cáo này cho hay đã chờ đợi hơn 2 năm qua để đứng tại phiên tòa này và kêu oan, cho rằng có quá nhiều vấn đề trong khâu buộc tội. Quỳnh Hương nói viện kiểm sát chỉ sử dụng lời khai của những người có quyền lợi đối lập để buộc tội mình. Thời gian bị tạm giam, nhiều lần bị cáo chỉ mong ngủ một giấc hôm sau, không trở dậy, Hương nói. Các cựu cán bộ ngân hàng còn lại đều cho biết đã hối hận nhận thức sai phạm. Họ xin tòa mức án nhẹ để sau này con cái còn có dũng khí bước chân vào làm ngành ngân hàng.